Dạ con xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì tiếp tục mấy chú thợ đang trong cái quá trình làm cái phần nhà tắm, nhà vệ sinh cộng với đó là sàn nước đó cô chú ơi. Thì như con đã nói đó, căn chòi thì phải đợi thêm vài ngày nữa sau khi mà chú ở đây đang bào mấy cái phần dán này xong hết rồi nè. Rồi mình đợi gỗ lục bình về, sau đó mình mới bắt đầu làm thêm cái phần dưới. Còn bây giờ thì bắt đầu chuyển qua là mình làm sàn nước cũng với đó là nhà vệ sinh và thêm nữa là nhà tắm nha. Anh hai thì đang trong cái quá trình xây cái cầu thang để mà mình bước lên bước xuống từ cái căn chòi á, mình xuống với lại sàn nước cho nó dễ dàng hơn nè cô chú. Và con mời mọi người cùng vô xem nha. Rồi xong rồi anh hai nói là một hồi là sẽ quay qua mình dán lót cái phần gạch ở dưới sàn nước luôn. Rồi chiều nay thì sẽ dán gạch nhà tắm, thì gạch thì cũng đã được anh Nhật đặt về rồi đó. Dạ. Đây, ở phía trong đây thì chắc là cô chú anh chị nhìn mấy cái khung này sẽ thấy khá là lạ đúng không? Ở đây chị An có thiết kế hai cái khuôn dài như vậy nè. Rồi nữa mình đổ đất vô thì chị An nói là sẽ trồng hoa ở trong đây. Sẽ rất là đẹp luôn. Dạ, ngoài ra thì chỗ này là bậc thang ha anh hai? Xây cầu thang được bậc. Dạ. Anh hai tính được là mình mấy bậc không anh hai? 5 bậc. 5 bậc thang ha, mình bước lên bước xuống dưới sàn nó khẽ dò. Dạ. Để bước cao quá thì nó hơi khó, lại có bưng đồ lên xuống thì cũng khó. Bước dài, nay là mình bào hết dán không? Hết luôn ha. Mai là lót á. Dạ, mai là quay qua lót, à sơn lót. Không, mai là lót dán luôn. À lót dán luôn hả? Gạch vô rồi đó hả chú Sen? Để con cho con mở ra xem. Wow, đây. À, đây là cái gạch đã được chọn lựa để mà mình lót cái phần sàn nước nè cô chú. Gạch này mấy tấc anh Nhật? 4 tấc. 4 tấc ha, gạch 4 tấc. Giờ làm cái này nó sẽ chống trơn trượt luôn, nó có độ nhám nè. Nhìn giống như đang đi trên mấy cục sỏi. Cái màu của nó cũng tiệp với lại cái màu căn chòi của mình nữa. Nhìn nó sẽ vô tông hơn. Không biết là cô chú anh chị các bạn có thấy đẹp không? Anh nói là bữa nay mình bào xong rồi là quay qua là mời là lót ha, thì để em đi lên trên. Đây nãy giờ thì anh cũng đang bào tiếp tục cái phần dán nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Thì mình bào tiếp đi anh ha, còn mấy miếng nữa thôi là cũng đã hoàn thành xong hết rồi. Những cái miếng dán sau khi mà bào xong thì nhìn khá là đẹp luôn á. Bóng hay là bóng luôn. Có mấy cái vân gỗ nè. Sàn nước ở dưới rồi, nếu mà sóng chén thì mình để đâu nhỉ? Không phải mình làm cái chạy đưa rồi. Ôi nhiều lắm luôn á, mà nó đẹp lắm luôn ha, cái da mịn trơn à, giống như củ khoai mì nè. Sắn đồi ở trên này nữa nè. Trời ơi, cái củ này nó béo queo à, thấy cân thiệt chứ. Dễ thương nha. Trời ơi, nhóc chưa đây nè. Trời này sống cho bác hai tốt lên ha. Kè có mấy củ bự lắm
Nè, cái này là cái sắn mà mấy chú thu hoạch nè. Hồi trưa ngày hôm nay thì con cùng với Cẩm hiện tại đang có mặt ở ngoài đánh đất của bác Hai. Thì cái miếng đất này là của bác Hai, là chồng của sắn cũng rất là lâu rồi cô chú ơi. Ngày hôm nay thì cũng tới ngày thu hoạch rồi. Hiện tại thì là mấy chú nhân công đang nghỉ mệt ở trong phía bên trong. Cái này thì nghe mấy chú nói là đã thu hoạch được một nửa rồi. Đây là những cái củ sắn khi mà được thu hoạch lên nè. Đây, rất là to luôn. Một cái củ sắn như thế này thì có thể dao động tầm là 700g, rồi 800g cũng có nữa. Hai củ hơn 1 kg luôn, rất là nặng. Đây, mình đi qua phía bên kia nha. Đây. Ôi, ở cái củ nào cái củ nấy các cô chú các chị xem nè. Bự chẻn luôn. Bác Hai vậy? Bác Hai. Đây, đây là cái người nông dân giỏi nha cô chú anh chị các bạn ơi. Người đã góp phần trồng nên được những cái củ sắn to bự chẻ như thế này. Cái này là bác Hai trồng được bao nhiêu ngày mình mới thu hoạch được hả bác Hai? 5 tháng. 5 tháng. Này 5 tháng. Dạ, cái này là mình trồng bằng hột hay là mình trồng cây? Mình như lấy củ này nè, trồng lại cái ra hột, hột mình nhét lại. Dạ, vậy là trồng cái này là làm mấy cái lợi lợi cũng cực ha cha bác Hai. Ừ. Rồi mình có cực công chăm sóc gì không, nhiều không? Cũng chăn sóc xịt thuốc với phun nước lại gai nó. Dạ. Mặn nó khỏe hơn ba cái kia, khỏe hơn bắp. Củ sắn gia đình, củ sắn gia đình ba chị em. Nó ngắn ba chia củ sắn nó đẹp đó, đuôi đẹp nè. Dạ, đẹp ghê không? Mà năm nay là củ sắn con thấy chúng nè. Ừ. Và cái củ rất là đẹp luôn, đuôi đẹp luôn. Dạ, cái miếng đất này của mình được mấy công hả bác Hai? Công rưỡi. Năm nay là bác Hai bán sắn này được nhiều ký, bác Hai có thể hé lộ cho mấy chị em được con cũng như là cô chú anh chị các bạn cùng biết được không? Bán được 50 triệu. Wow! Trời ơi. Dính liền không? Dính liền. Thì nó đẹp, nó đâu gì đâu. Dạ, cái này là mình bán là mấy chú thợ, mấy chú sẽ vô tự nhổ và tự căng hết luôn. Tự làm hết luôn. Dạ, vậy là này là mình bán mão hả bác? Ta để vô càng xé xong ta chở xuống ghe ha. Để xuống ghe rồi mấy ông căng rồi mấy ông ăn được thắng. Dạ. Vậy là mình bán mão, còn bên đây người ta tự chia với lại bên lái nha. Ta kêu lái, ta nhổ nhân công làm. Dạ. Mình nhổ tiếp tục nữa không mấy hai, nhổ lên bên này cho tụi con nhổ trước một cách coi. Mười mấy luống nữa mới hết rồi. Ừ, cái này được một nửa á. Mình chỉ được móc mấy củ nhỏ nhỏ thôi, còn mấy củ bự là người ta lấy hết luôn. Ủa cái này là sao Cẩm? Cái đó cái là cái hạt. Không có hay. Đây là trái. Trái không? Cái gà bông rồi hết, sót rồi là trái. Nhổ này cũng dễ. Cái này là mình... Đâu bác Hai nhổ thử cho con coi bác Hai. Mình trồng giống là mình chừa mấy cái này lại đúng không bác Hai? Cái gà bông đó rồi mình lấy trái. Cái này mình, cái này nó lấy trái cũng được mà nó lộn tiếp nên không có đẹp. Bác Hai sẽ nhổ thử cho cô chú. Wow, trời cái củ đó kìa. Thấy ham thiệt á. Dạ, cầm. Dạ. Lên quay nguyên cây luôn đi. Trời ơi, củ nào như củ nấy đều do luôn kìa. Một cặp luôn á. Tưng chưa? Quá trời đã luôn nè. Này mà phải nãy mình đem dây muối ra ha. Ừ. Bắp da luôn á, củ sắn này rất là ngon. Cái củ đó nó dính đâu với nhau luôn kìa. Nhộn về dính kìa, nó mới sắn liền à. Nhìn mới nhổ lên nhìn giống củ khoai tây. Mới nhổ lên ra nó còn đất á. Hồi phơi nắng cái nó gáo. Nó gáo rồi. Đã quá trời luôn nè. Lặt cái đít lên phơi khô nữa. Xong người ta ngắt đọt hả bác Hai? Ừ, để kéo cắt. Cái xác kìa. Thấy hay quá trời luôn. Xong vụ này bác Hai có tính trồng sắn lại nữa không? Rồi. Trời ơi, chấn động. Cái củ này. Củ này chắc cũng cà ký à. Cà ký á. Rồi. Bự quá. Quá bự luôn. Ôi, bác Hai nhìn cái củ con nhỏ nè. Đã thiệt luôn á chàng. Ủa nó bự nè. Củ nào củ nấy nhìn nè. Mà củ sắn này mình có thể làm được nhiều món ha. Dễ ăn nữa, từ ăn sống nè, hoặc là nấu canh, xào hay là dùng để nấu nước ngọt trong những cái nồi nước súp nữa. Sắn đẹp quá, đẹp luôn. Sắn đẹp, mịn trơn à. Hồi trước á lúc mà mấy chị em đưa con đi
mua sắm ở mấy chỗ khác á, thì nó hay bị hà ăn á, cái nó bị sần sần á, nó không được giống như vậy. Sần là sần đó nó bị nước, nó dư nước rồi mưa, mùa mưa. Dạ. Ở mấy cái sắm mà nó bị nứt vậy là sao bác hai? Lớn vậy. Lớn dội quá nó nứt ha. Một hai củ là nó củ. Dạ. Con thấy lâu lâu mới có đường củ nha. Này ít nè. Nhăn. Trời ơi. Wow. Ở cái này với cái này là cho nó vô một tập. Đây. Rất là to luôn. Cái bọc hồi nãy mà hai chị em mình đi lượm ở ngoài là nó chỉ có chút xíu siêu vậy thôi nè. Là nó là dạng nhánh của mấy cái này. Quá tự nhiên. Bự quá. Chỗ xong cái quay qua mấy chú chở ra. Chở cẩn thận hai ba cần xác không? Khỏe hơn giá cái này nặng quá. Cái cần vậy là cỡ nhiêu ký hả bác hai? 35 ký, vậy là hai cần là 70 ký. Hay da. Qua đây đi cảm ơn. À, mình thu hoạch củ sắn này là một người mình nhổ phía trước, còn một người thì mình cắt dây ở phía sau vậy đó hả cô? Ừ. Nhổ tới đâu mình cắt tới đó. Dạ. Ba cái rưỡi, bốn cặp mà. Cái này nhớ thì củ sắn quá ha. Củ cải. Mà củ cải thì... Củ cải thì mình bẻ tay. Cái này là mấy cô chú làm là tính tiếng hay là tính theo đầu tấn? Tính tấn ha. Tấn 600. Dạ, tính tấn 600. 600 với năm về chợ. Rồi. Ôi. Có người trả giá hả? Sao nói trước. Mấy chú chuyên nghiệp quá trời luôn. Lùm. Tức quá. Cái này đang đứng rồi coi nhà không hỏi hoài trời, hỏi làm cái gì nhà coi mà. Biết không? Wow. Nhổ thử nổ không? Dạ. Nhổ thử nổ không? Con cũng muốn nhổ thử nữa. Không phải nặng á, nhưng mà cái có cái cây. Có cái cây của chú mới dễ nhổ hơn ha. Chú tới đâu xong cái chú đẩy cái đất lên á. Đất này cũng mềm. Đất này nó cũng mềm, nó cũng sớt. Hey. Nó hơi dính chú. Dính. Sau khi mà nhổ nè, rồi cắt xong thì ở phía sau mấy chú sẽ xách những cái cần xé rồi xong rồi bỏ vô cần xé như thế này. Rồi xíu nữa mình sẽ có thêm một đội những cái chú khác nữa mình sẽ chở đi xuống ghe. Quá là nhiều công đoạn. Cái chữ lụ luôn. Này nhỏ hơn lụ luôn chị. Cái phần củ sắn sau khi mà con cũng là cẩm đi ngoài thu hoạch ở ngoài đất của bác hai rồi thì cũng có mốt một mốt củ sắn nhỏ phía bên đó nè, cùng với lại là có mốt củ sắn lớn ở bên đây thì là của bác hai cho lại nha. Cái củ lớn thì mấy chị em ngày hôm nay sẽ quyết định làm món ăn rất là ngon luôn liên quan tới củ sắn, liên quan rất là nhiều đến củ sắn, rất là nhiều. Bên này thì có sẵn một cái khay bánh tằm mà cô chú nhìn là sẽ biết được rồi, món ngày hôm nay thì sẽ là món gì đúng không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ có bánh tằm tép nè, rồi bì thịt cùng với lại là củ sắn. Làm món bánh tằm tép bì. Bánh tằm tép bì. Mắc sức. Mình gọi là bánh tằm tép đi. Cho đỡ mắc sức. Bây giờ mình xắt củ sắn mà hình con tôm á chị. Ừ. Sao vậy? Sao vậy? Bánh tằm tôm. Củ sắn này mình nước giống luôn nè. Củ sắn mới á chị. Giữ gì sao? Nó bóng lưỡng nè, cái da nó đẹp cũng như mọng nước. Rồi cộng thêm cái củ nó to nữa. Cái này hôm nay chắc có giá. Dạ, đại cầu tắc lắm á. Củ xíu vàng, củ sắn thì nó nặng.
thơm quá. Em cứ lấy đi xong rồi cứ xắt nhỏ rồi đi xào lại cái nữa. Lấy dẫn đẹp. Ép ra mình sẽ thử luôn. Chọn cái phần kính này lên nha. Bị thì không thể nào chứ kính được hết á. Cái nước mắm mà ăn cái này là mình làm sao chị? Nước mắm. Nước mắm thôi, chua chua. Chua chua ngọt ha. Ngấm nước dừa thôi. Ngấm bánh xèo không? Bị gian gì đó chứ. Cũng là ná vậy. Hình như là trong tất cả các loại nước mắm thì chỉ có ăn cơm rồi mình làm nước mắm đậm thôi đúng không? Wow, cái phần thịt xá xíu sau khi mà chiên lên rồi nè cô chú ơi. Giờ mình sẽ cho vào trong này rồi trộn lên luôn nha. Giỡn quá à. Giờ là thấy thịt không mà hết thấy bì đâu. Đầu từ chiều hôm nay đó mấy chú đang chuẩn bị vào cái quá trình mình hoàn tất cái sàn nước nha. Giờ này thì đã bắt đầu mình cán cái phần nền ở trên sàn nước rồi. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu lót luôn trong vòng chiều hôm nay nha cô chú. Nha. Giờ này là mình cán xong là mình quay qua mình lót luôn hay gì anh Đức? Đúng rồi, mình cán xong rồi lót luôn. Dạ. Đây, ở phía dưới đây thì thường là gạch dán mình sẽ ngâm nước nha cô chú anh chị và các bạn ơi. Tác dụng của nó là gì hả anh hai? À, cho nó rút vô để khi mà mình dán lên thì sao? Dạ. À, nó còn ướt ha, nó không có bị bợp cái miếng gạch của mình á. Thì cái gạch này là cái gạch mà chị An lựa chọn để mà mình dán nhà tắm và nhà vệ sinh đó cô chú. Nó cũng có cái nền bông nữa. Đây, ở phía trong thì anh Dư, chào anh Dư. Anh Dư đang bắt đầu dán đây nè cô chú. Nó sẽ có cái này là sọc vừa lên, nó có cái điểm phải không anh Dư? Có tấm điểm. Dạ, có một tấm điểm là hình bông. Dư ơi, cho chị một tấm hình bông đi Dư. Đúng rồi, nó nói gì chứ mà em luôn đó. À. Đây, sau khi mình dán lên mấy viên anh? 3 viên sọc, 1 chiếc điểm. À, 3 viên sọc đó cô chú. Thì đây là cái hình, cái viên thứ tư nè, là cái viên điểm nè. Nó sẽ có màu như vậy. Nhìn nó cũng khá là đẹp mắt luôn, nó đơn giản á. Có hình bông hoa với lại bình bông. Mình dán cái này lên. Còn đây là cái viên sọc nè. Cái màu nó hơi xanh xanh xám xám một chút. Thôi đây, bấm rồi.
trái luôn. Khô luôn, khô. Lẻ lẻ lẻ. Bưng mâm xuống. Bưng mâm. Nhà trai đó. Đám cưới làm gì? Gì đó nhà trai đó. Vắng cha, vắng cha. Mời mời gỗ luôn. Xin mời mọi người ăn bánh tằm. Bánh tằm tép mấy chú ơi. Dĩa của anh là dạ, không sao. Dạ cái dĩa của anh khổng lồ nhất luôn. Để đây đi chị, để trên đây được á, nó cứ ngắt à. Dạ đây. Wow, còn mâm tới đâu rồi gì? Để đó. Để đây đi. Giờ mình qua đó chắc dễ ngồi hơn chị ha. Để đây cho cao đi chứ. Mà không mấy chú ngồi kìa. Chắc bên đó dễ ngồi hơn. Bên đây này dễ ngồi hơn nè. Rồi mấy chú nghỉ tay mình ăn bánh tằm nha. Chỗ này sạch rồi. Chỗ này mới bào dán xong rồi nè. Chắc chắc bưng qua đây đi ha chị. Em lấy đồ nè. Nghỉ tay ăn bánh tằm đi mấy chú ơi. Dạ cô chú anh chị các bạn ơi, thì đây là cái món bánh tằm mấy chị em đã làm xong hết rồi nè. Nay thì buổi chiều có 8 chú làm, cho nên là mấy chị em cũng đặc biệt chuẩn bị cho mấy chú á. Và mình sẽ đi qua để mà thưởng thức nha. Đây, mới làm ra xong, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Qua anh Nhật ơi, để dẹp mấy cái này bớt. Rồi, lên mấy chú ơi, mấy chú dưới nước ơi. Bảy ơi. Bảy ơi, kéo nhất bệnh á, phân dọ hoài không dám ăn rồi kìa. Hả? Không sao. Ăn bánh tằm đâu có sao đâu. Có thịt ghiêng luôn chú Sang ơi. À, không ăn tép được thì chuyển tép qua bên kia cho anh Nhật. Nhật vô đi Nhật. Dạ vô đi. Rồi ngồi vô đi. Dạ. Có nước cốt quá, muốn ăn bao nhiêu thì chen bao nhiêu cho nó dễ. Qua đi anh chưa? Đó để. Dạ, nước mắm thì chưa chen, còn nước cốt thì ai muốn béo nó thì để thêm nha. Nước mắm thì chưa chen. Ừ, hả, ông ơi đi cho anh bỏ xuống ăn nha. Trời đất ơi liền ha. Còn bác Bảy đang còn ở dưới nước ngâm gạch tới cô chú, cho nên là còn câu cá nữa. Chút xíu rồi bác Bảy sẽ lên ăn sao nha. Nay thì có 2, 4, 6, 7, 8 chú nè. Miếng này tam. Rồi nãy giờ miếng nước cốt, miếng mắm. Ủa này đưa vô lùa ngang, nó chạy lắm á. Thôi vừa vừa ông ngậu. Cốt nhiều được. Dạ nó cốt nhiều. Ông ngậu cứ ăn chán dầm. Được chưa? Đó thôi. Rồi. Biết rồi ngân. Nó cốt đi vô nha. Là no tới chiều luôn á. Ăn này giờ vợ cự nữa chứ đâu. Cốt nhiều vô cơm. Ăn cơm. Cơm. Bữa nay đấu chắc ăn hai dĩa. Quá. Ừ, đất còn luôn nha. Đất ở trên vẫn còn nha. Hai dĩa luôn. Giờ nó về nó mệt chứ mình cũng ăn cơm được. Ờ cái dĩa của anh hai nè. Quá dẻo rồi. Chiều về ăn cơm được vợ quýnh. Rồi anh ăn cơm không nổi. Cảm ơn mấy chú hả? Ăn gì? Dạ em ăn rồi. Bá bà Hùng dưới lại cần dạ. Đám béo ui. Mà cho là đây chứ muốn ở dưới hoài sao được. Ướt thì ăn ướt. Hay là mình đút cho bác Bảy ở dưới đi. Ló miệng lên Bảy ơi. Mấy ông lại ló nè, cái đầu cái mấy bả gấp buông xuống. Quá mát à. Dán nhà tắm trước anh nhỉ? Dán nhà tắm trước. Qua gió. Màu xám gỗ. Dạ màu này là màu xám xanh. Xám xanh. Xám hơi xanh xanh. Mấy người dán mấy tấm đậu hay lâu. Ướt không dưới chân cũng lâu. Dạ. Mình trên dán màu. Dán nhập này là kỹ thuật lắm.
lon giống một tấm giấy. Trời ơi, dĩa nước không vô rồi hai dĩa lại mất cương. Mà ăn món này hơi mất nước ha, đỡ hơn. Không chạy kìa. Bao muốn dễ ăn. Còn giờ làm thêm dĩa ăn hết rồi tính sao? Nó còn dĩa. Ừ. Nó. Rồi. Tiếp tục đem nó cọ trên nữa. Này còn dĩa rồi. Mình đưa vô ăn làm dễ rồi vô ăn thêm dễ nữa. Wow. Mang ba dễ luôn, siêu xe ba dễ đi rồi về luôn. Xe đi đâu có xe đi đâu gì ơi? Kéo bên ngoài. Đi đây Long Xuyên chơi. Nãy mới nói bưng mâm rồi. Trời ơi lên trời ơi. Gạch ướt rồi ngâm hoài. Chị nay lâu quá không qua đám cưới. Về. Rồi trường nó giỏng nhật ngủ đã. Giỏng nữa. Này nữa đầu tư giỏng không ta? Rồi đó, anh hai cho dễ giỏng văn. Cho mới có văn nè, không cho không có văn đấy. Cho giỏng mới có văn. Ai muốn chơi mạo hiểm văn chỉnh. Mấy cây đó. Đây bao, mà. Bao cao mà bao mát luôn. Này mà có giỏng chắc chưa ra đây ngủ không? Tối lên đó văn giỏng xuống mà. Ở đây dành được 10 cái giỏng. Hai còn nè, hai cây là 10, còn chưa tính hai bên đây nha. Em kéo luôn chị. Đây đây nè. Em kéo là 20. Là đưa rồi nó dính nhau luôn. Phân tầng. Rồi, ở đây. Lấp dưới bạn mày. Nửa bơm nước cho phải không? Là chị vừa nằm giỏng chị vừa câu cá luôn. Rửa tay lên này. Này rồi mời xả nước lên nhiều nhiều lên đi nó mới mát nữa. Dán ướt chút xíu nữa. Xả nước nhiều chút nữa. Này thì anh Nhật cùng với lại chú Sang đang bắt đầu đào cái đường ngang nè cô chú ơi, để mà anh Nhật nói là sẽ lắp ống bọng đó. Chú Sang đang đi lại đằng đó để mà lấy ống bọng. Thì giờ con sẽ hỏi anh Nhật xem là mình làm cái này để làm gì nha. Anh Nhật nói cho cô chú anh chị các bạn hiểu rõ hơn nha anh Nhật. Cái đường này thì mình muốn mình đào dưới mình đặt ống bọng. Dạ. Yeah. Lắp cho nó bằng mặt rồi nữa mình đào lâm le làm cái đường đi. À. Là mình đặt cái ống bọng đây cho nước bên hồ bự với hồ nhỏ nó có thể thông nhau ha. Thông nhau. Dạ, rồi sau đó mình làm con đường lên luôn là bắt đầu là mình không có đào ở dưới lên được nữa ha. Là sau này là mình làm đường là mình hết đào rồi đó. Dạ, là nghỉ đào luôn rồi ha. Rồi, ống bọng giờ này là bắt đầu chuẩn bị đặt xuống rồi đó cô chú. Dạ, phía bên đây thì anh Nhật với lại chú Sang đang lắp cái phần ống bọng. Còn phía bên kia thì bắt đầu anh hai đã đang lót cái phần gạch sàn nước từ từ rồi đó cô chú. Đặt được rồi ha anh hai. Xích ra đây chút. Nhật ơi. Ôi. Giờ này thì gạch cũng đã bắt đầu lót lên rồi đó cô chú anh chị các bạn ơi, nhìn rất là sáng luôn.
8 phân. Cầu hang này đi lên là cũng cũng lót thành này luôn hay gì anh hai? Đây dư mình lấy gạch này mình lót luôn. Ba viên này là bắt đầu là lên viên tiếp theo là viên điểm. Viên điểm đúng rồi. Ngay cái dò nước. Dạ. Làm dấu mình khoan lỗ. À mình phải khoan lỗ mà tại ngay cái ống nước. Ngay cái ống nước. À chừng nửa chỗ đó là cái dòi sen hay gì anh? Đúng rồi, dòi sen. Bây giờ hiện đại ghê ha anh Dư, có mấy cái máy này ha. Cái này máy này gọi là máy gì anh Dư? Máy này là máy bình thường. Ăn gì nó đẹp không? Vô là nghe bóc luôn. Vừa nghe bóc luôn ha. Nghe bóc. Dở ra nó dán vô nó bóc nó đẹp luôn. Dạ. Khi mà anh hai đã lót xong cái phần sàn nước rồi đó cô chú, thì bây giờ còn lại cái mặt trên nè, mình cũng sẽ lót luôn nhìn cho nó đẹp hơn á. Đây mình lót xong cái mặt dưới hả anh hai? Dạ. Vậy là chiều nay là mình hoàn thành luôn. Dạ. À, ở phía trong đây thì mình cũng làm bậc thang luôn, đổ cát vô luôn anh ha. Dạ, là mình có bậc thang rồi. Còn phía trong đây nè cô chú, thì giờ anh Dư đang bắt đầu dán lên cái phần điểm ở phía trên đó, là nó có hai văn rồi đó, thì nhìn nó rất là sáng luôn. À, như vậy là nó đã gần như là hoàn thành rồi đó cô chú. Cái này tông này là đi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Từ dưới lên trên. Dạ. Mình dán gì đó là nhìn cái nhà vệ sinh của mình nó sẽ sáng hơn rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì ngày hôm nay sau khi mà anh Thọ đã bào cái phần dán xong rồi đó, bây giờ thì cũng đang bắt đầu mình vào cái bước đó là mình sẽ lót dán nha. Đặc biệt thì anh Nhật nói là mình lót cái dán này nè. Anh Nhật sẽ sử dụng cái phần súng bắn đinh đó cô chú, là khi mà mình bắn xuống xong rồi sau đó là mình sơn cái phần PU lên, thì sau đó mình sẽ không thấy một cái lỗ đinh nào luôn, nhìn giống như là không có đóng đinh luôn gì đó.
sau này thì nó cũng sẽ không có bị dướng hay là bị móc vào cái chân của mình luôn, tại vì không có cái dấu đinh. Là lót là sát vào như vậy luôn ha anh Nhật ha, không có để cái kẽ hở luôn. Bắn chưa anh? Đây, ba miếng bên đây là đã lót luôn rồi, bắn lên xuống rồi đó ha. Đây, cái phần dán này là đã bắt đầu bắn lên xuống rồi nè cô chú. Thì ở đây là nó sẽ có những cái dấu như thế này, và sau đó là chám lại. Sau này là sẽ chám lại hết toàn bộ luôn, là mình sẽ không có thấy cái dấu đinh. Nè, cái này là đã đóng vô hết rồi nè, nó rất là cứng luôn. Mình dùng cái máy đó bắn hả anh? Anh Nhật, cái máy nào? Máy đó hả? Máy này. Ờ, máy này. Thank you.